Hello, vai chồng anh em đã quay trở lại với channel mình nha. Hôm nay sẽ tiếp tục chuyên mục ghép auto với lại người lạ. Rồi, mình thấy phải có mấy team trận này bay vào cảng đấy. Nào, không biết là có súng không? Không biết là lần này nó sẽ may mắn hơn không? Ui giời ơi. Không biết là súng đã chưa thấy có mà chưa gì đã bị lag quả đau thật đấy. Vâng, hiện tại thì mình vẫn chưa nhìn thấy một cây súng nào anh em ạ. À? Mỗi cây lục. Lần nào vào cảng cũng thế thôi. Nhưng mà biết làm sao được khi mà trận này đường bay gần cảng. Ô, cái gì đây? Ôi trời, ông đắp muộn này, Ngô Tùng. Trời ơi, Tùng đắp thế này là dở rồi Tùng. Rồi. Tùng đi hồi sinh chỗ khác Tùng nha. Úi rồi, súng ngay đây này. Đấy, cái cảng này nó dở hơi, nhiều khi rõ nhiều đồ, nhiều khi thì chả có cây súng nào. Vào trong cái công bé tí này, ba cây súng ấy. Đây, có một tên tính công này. À, kê rồi anh em ạ, kê rồi. Gặp mấy thanh niên mà chơi bài kê, mình phải tìm cách khác rồi. Gặp mấy thách nhân mà cứ kê thùng như này các bạn cứ mở góc xa ra. Đây, nó đang kê ngay trước mặt này. Bọn này là nó chơi kiểu rất là gọi là âm binh luôn. Đây mình sẽ mở cánh xa xa như này. Ố. Đấy, tự tin mà mở góc nóc được nó là anh em chơi như thế luôn. Mấy thanh niên là phải chơi như thế thì mấy thanh niên mới chừa được. Sao là hết kê. Này mình lên mình gạt đã. Và vừa nghe tiếng súng chỗ ba kho nữa anh em ạ. Chắc là bạn nào bên đấy đấy để mình thấy có một cái bình máu ở trên chỗ công mà bây giờ mình chưa dám công, chưa dám lên để lấy cơ. À, đang lút đồ hay sao này? Rồi ôi lút như chỗ không người bạn nhờ. Đây mình lên mình phơm được ấy. Ồ, còn bò đi đâu bạn? Kìa để mình liều mạng mình ra kia mình lấy cái cục máu nhá. Ui rồi thôi xong rồi, số 4 bị bế rồi. Vãi thật, để mình công luôn cho anh em ạ. Nó vẫn chưa biết được mà mình đi ra chỗ góc bên ngoài đâu. Đấy, gặp mấy thanh niên ngồi kê chi thật sự luôn đấy. Ôi, trước mặt này. Ô kìa. Ô. Ôi, được lỗi cảm ứng anh em ơi. Mở cốp xong không kéo được tâm luôn ạ. Ôi, chết rồi. Siêu yếu luôn đấy. Rồi, đồng đội mình lên nóc rồi anh em ạ. Mẹ, chả hiểu sao quả đấy. Đi con mẹ. Nó làm bắn chết. Chả hiểu sao quả đấy mình lại bị đơ tâm cay thật ý. Máy móc mình lại đến cái thời gian lại bắt đầu lại giờ giờ ngương đây. Mà rõ ràng là Kiếm đen. khi mình dùng cái máy này mình có bao giờ vừa sạc vừa chơi như con iPhone 8 lướt cũ đâu. Cay thế chứ lại. Chiều nay là bị mất mấy lần rồi đấy. Mà toàn bị đúng cái lúc ở combat chứ. Còn bình thường mình đi lút đồ hay là như nào thì không bị lag. Rồi, có tên vừa đáp này. Ồ. Vâng, chính tên này luôn vừa bị đồng đội mình gạt luôn. Vâng, hồi sinh nhanh nhờ, thế chắc chắn là bạn nó bên chỗ khu kia rồi. Đấy, mình rủ đồng đội mình qua luôn. Đây, bạn nó ngay chỗ với khu hồi sinh ở khu nhà đằng kia kìa. Là một người đi với mình này. Từ từ mình lên mình lấy cái giáp hai. Có cái giáp 2 ngay đây. Rồi ok luôn. Đây bây giờ mình sẽ công luôn cùng với lại số 3 nhé. Ngay chỗ khu nhà này. Kìa trên nóc kìa. Nó đứng ngay trên nóc kìa. Bắn luôn bạn. Không thấy à? Rồi ôi số 3 không thấy từ xa. Chứ bây giờ cũng không thấy nó trước mà cứ đợi nó đi lại gần mới thấy là nó thấy mình chết trước đấy. Rồi, cứu được bạn là số 4 rồi này. Chắc là có mỗi một tên bạn nó ngay chỗ này thôi. Không biết là bạn kia đâu. Rồi, khu nhà ngay trước mặt. Tự nhiên lại có team nào lại thả bot chỗ này đây. Mất luôn à? Đây, xe bên trái. Ồ, một tên à. Đừng đây làm gì bạn ơi. Rồi, đồng bọn đâu? Mình nghĩ là chắc là có mỗi một ông đi ra đây thôi à. Tính chạy đâu đây, chắc là định đi đón bạn này. Công cấp. Hai thằng nhá. Rồi, để từ từ nha, từ từ số 4 mới là hết hồi sinh đấy. Ông giữ không còn khèo ở nhà đi. Ông khèo đi mình để nóc. Bọn tôi phi thẳng vào nhà luôn. Ôi từ từ xong rồi. Lại chèm phép, chèm phép. Rồi xong rồi. Lâu chỗ nào đấy? Đón ôi trước thẳng vào mặt, nhà đi ông, trước mặt. Thẳng vào nhà. Ôi tôi đang chạy trước mặt này. Ok, không ai thấy à? Rồi, không.
rồi. Sau lưng bắn đấy. Ui thật chết rồi. Còn tem chỗ tôi nữa. Úi rồi ơi. Đây đứng đây hiếm máu đã. Còn một thằng ở ngoài kia sông bên phải. Đi nữa Hoàng. Bên phải này, bên phải này. Hai thằng bên phải, bên phải này. Cái tem giết số 1 đấy, giết số 1 đấy. Thấy không, thấy không? Còn tem là trong kia. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ố. Đây nó nằm đây. Còn hai thằng còn bò lúc 2 rồi. Chơi luôn. Let's go. Lúc 2 công thôi bạn. Ông đi đi, hai ông đi đi. Ô. Ô clear luôn à? Ui clear luôn rồi. Vẫn lock thế chứ. Team này clear rồi này. Ơ nhưng mà cái ông mà nãy mình lock trong khu nhà là vẫn xuất hiện kill nha. Mình chỉ hiện hai kill ông ngoài này thôi. Ở nhà team khác. Nhà vẫn đang mà đang nốc hay sao ấy? Chạy đủ đây đây đây, có người bắn nhanh này. Ui dồi. Đây, mình dừng đây đi. À đủ. Núi kia cũng có người luôn. À, đây rồi. Đồng phết anh em, bãi chỗ này phải mấy team ấy. Rồi, clear luôn à. Nãy là mình gạt đấy sao ấy. Đây từ từ để mình ra mình lút thêm ít đạn sành nữa. Chắc hết đạn sành rồi. Lại hiểu máu đã. Và không ngờ chỗ này có đông phết. Tưởng bọn nó đi hết rồi. Đây là tính sầm mốc để lấy xe hay sao ấy nhỉ. Đấy biết ngay mà. Kìa một tên chạy vào nữa nhỉ. Và vẫn đã còn hai tên dẫn đấy luôn ạ. Ui giời ông này chả có gì như kiểu vừa được hồi sinh ấy. Còn một đợt xác ông nữa đâu nhỉ? Chết rồi, mình còn có mỗi cái phớt mà mình... Thôi heal luôn đi anh em ạ. Đang muốn tiết kiệm nhưng mà... Phải heal máu thôi, chứ máu yếu như này nó bắn cho một viên chết. Xác tên kia không thấy đâu nhỉ? Thôi bỏ đi, lấy xe đón đồng đội vào bờ thôi. Bọn kia chắc là nó cũng chạy vào bờ hết. Ôi xe này. Ui dồi đông thật. Vẫn đang còn một con xe nữa. Mấy tên này. Để mình thử dí bọn này xem. Bây giờ về chơi bọn này thì may ra mới có đồ được. Ui cũng đông phết đấy. Sấy luôn. À quay xe rồi. Máu thật. Vào đây bạn ơi. Ui giời ơi. Nó hết rồi. Nó có 3 tên. Tên cuối nó lại chạy đâu rồi ấy. Ui đấy, giàu ngay anh em ơi. Phải như thế này thì mới có đồ để mà bắn chứ. Chứ còn cứ đi lút lút từng tí thì không ăn thua. Không biết là... Ui, tiếng súng này. Đang tính tìm thuyền mà bây giờ lại gặp một team chỗ này rồi. Đứng đây bắn luôn đi. Kìa. Bắn được này. Ô kìa. Mình bắn hơi vội rồi. Đi thôi các bạn ơi. Thôi đi thôi, chẳng có nhiều đồ đâu. Đồng đội mình vẫn đang muốn chơi à? Được, chơi luôn. Rồi, nốc này. Đây, công luôn bạn. Công, công, công. Ô kìa. Ui dồi ôi, số 1 ơi. Vãi thật, công bộ đây luôn à. Không kéo đấy, nó phơm mất số 1 rồi. Từ từ để mình hiêu máu đã. Nghe bây giờ công chỗ này phải có xe mới công được chứ, đi bộ làm sao công được nhở. Để mình sờ bóc ra mình cứu thử số 1 xem nào. Ô oh. Ô oh, mắc đồi à. Ok ok để mình sờ bóc mình cứu. Ủa đâu rồi. Ủa số 1 đâu rồi. Ô kìa. Lag à. Ơ ui dưới này à, vãi thật. Sao ông này xuống dưới đây từ khi nào mà mình không biết. Ui giờ kịp không, kịp không? Mình nghĩ chắc là kịp đấy. Bao này vẫn chưa đau lắm đâu. Mẹ thì nãy ngáo thế nhờ, tìm ông này nhìn mãi không thấy đâu. Hóa ra ông này ông mới bỏ súng này từ khi nào ấy. Ui may mà kịp nhá. Đây. Để công lên luôn này, hồi máu nó công luôn với lại bạn số 3 này, số 3 lấy xe công nốc nãy giờ rồi. Số 3 không thành thế, không đón anh em cái. Kìa. À, nó đang ngó ai không biết, ngó mình à. Từ từ nha, phải nốc một tên. Ồ, nốc thật kìa, công luôn. Ơ, đâu ấy, đâu ấy. Ơ kìa, nó đúng nó bắn đấy nhở.
vãi thật, đi zone. Ừ thì chết rồi. Ui vẫn cứu được, vẫn cứu được. Ở đây máu này, ui thấy bạn này là quấn bên đít ạ. Đấy quấn máu đi xong cứu mình cũng được. Rồi số 3 chậm chậm lại một tí nữa được. Này mình hiêu máu cái là công lên lại số 3 này. Ồ hay. Excellent work. Tốt thế nhở, số 3 nãy giờ nốc bọn này 3-4 lần rồi. Số 3 bắn tốt cover cái cũng an tâm. Hiêu máu phát là lên với lại số 3 luôn này. Nãy mà kể như mà team mà đi xe lên cùng lúc thì làm nhanh bọn này vào bo thì sẽ hợp lý thôi. Để bọn này nó cứ đốc lên rồi đốc xuống nó lại cứu đi cứu lại, mất thời gian quá. Bo này đang thu vào rồi. Xử lý nhanh bọn này mới được. Ơ, clear rồi à? Không biết là có ai có máu không? Chứ bây giờ mà không có máu là dễ toang lắm này. Ui. Ôi bây giờ mới clear này, hay. Trời ơi, mình phải nhặt thật nhiều bandit. Máu này không có máu rồi. Trời ơi, mấy thanh niên này nghèo thế nhở. Đi thôi các bạn ơi. Giờ mà không có máu mà vào bo sớm là dễ toang lắm. Let's go. Đây này, cứ đâm qua đi, bây giờ chắc là chẳng có ai đâu, chạy luôn đi. Ôi, có người chết mặt. Ồ, nó một còn một tên nữa thôi. Đây rồi, rồi, lia. Hay quá. Thôi cứ đi vào đi khỏi lút nha. Chú tôi cái kịp mà. Hết rồi, nó chết rồi. Ừ. Nó nóc rồi. Chú tôi cái. Nóc rồi, lia luôn rồi, nóc đâu không nè. Rồi, vào bao an toàn rồi. Ốc kìa. Ồ, tôi tưởng ông vẫn chân nóc. Cứu tôi thoải mái luôn. Quay lại kịp không nhở? Vãi thật, mình tưởng team mình không ai bị nóc chứ. Ui, sợ không kịp rồi. Ôi không kịp rồi, ngoài sao? Sorry, tôi không biết luôn ý. Không biết ông bị nóc luôn ý. Ảo thật. Mình tưởng là team mình không ai bị dụng chứ. Đây để... Ê, số... Đi số 3 này ra lút ít máu không? Số 3 này. Ôi, có người chết mặt à? Thế từ từ ấy bắn này. Bây giờ... Hay là mình liều mình ra mình lấy ít máu với lại nước nhở? Thôi. Ui thật. Ui dồi ôi, nó thấy mình rồi. Ui dồi ôi, bắn vội rồi. Số 3 ơi là số 3. Ông ơi, ông mà bắn bắn này là sai rồi, ông ạ, mình còn chả có máu. Đang đứng chỗ này đấy chứ. Giờ làm sao được ta? Ồ, hình như là bọn này bị nốc rồi sao ấy. Công luôn. Thấy ai đây? Ui rồi ôi, lại sấy vội rồi bạn ơi. Thôi, sấy mợ. Công luôn. Bọn này vẫn đang bắn nhau với team kia. Đây này. Ui vãi thật. Mày tên cứ chạy nhanh thế. Đây, ốp bom. Mày chết này. Đứng sau xe này, một ông nốc này. Tầm này thì không thể trốn nốc được. Còn tên hồi sau còn đá nữa. Chết này. Rồi, lia luôn. Đấy, hai quả bom. Thổi bay team này luôn anh em ạ. May mà cái team kia bắn bọn này nó cũng hóng, nó không để team mình. Bây giờ chả có gì luôn ạ. Bọn này vừa được hồi sinh ấy. Ui giời, chả có máu luôn ạ. Trận này sao nó nghèo thật sự luôn ấy. Nãy giờ không có một team máu nào luôn. Thôi, quấn tạm bên đít với lại uống phun nước thôi. Đây, nhặt thêm sấm mốc này. Bò lại lên trên chỗ đoạn này. Cũng lâu rồi bò mới không thua ở đây đấy. Số 3 có máu không? Số 3 rồi. Số 3 cũng chẳng có máu hay sao ấy. Chả hề nói gì anh em ạ. Rồi, cứ từ từ đã để xem coi như nào. Còn 5 ông à, 5 ông và 2 team chắc rồi. Bọn này mới nằm chỗ nào ấy. Ồ, trước mặt này. Đây rồi. Một tên đang ngó cái sau gốc cây. Hay sấy luôn này, nốc được này. Rồi. Úi dồi ôi, bị hai tên khác bắn nữa. Vãi thật. Đây, lấy xe luôn. Ô, cái gì đây? Bắn nhau bên này à? Bạn nó đã vòng qua bên này rồi à? Đây rồi, úi dồi, hai tên. Úi dồi, lia rồi, mày thế. Đây, cứu được.
Thế là bọn kia nó có đẩy không nhở? Còn 4 ông nữa. Ủa? Sao nãy... À, thế nãy mày tính nhầm mà. Nãy là còn còn 6 người nữa chứ nhở? Lia 2 ông này thì còn 4 ông. Thế tưởng còn 5 người chứ. Đây. Bo đang khép vào rồi. Lên xe thôi bạn ơi. Đấy, lia được bọn này bây giờ mới có team máu ấy. Rồi, chơi này. Chắc là không khéo lại 2 vết 4 rồi anh em. Thế để mình lấy cái gốc cây nào trong bờ nhỉ? Đây, gốc cây này trong bờ này. Ôi, mà chỗ này sao nó hở vãi, nó chả có tí cỏ, nó còn nằm ở trên này nữa chứ. Bọn kia nằm ở dưới kia nó nhìn được hết. Ôi rồi, bo lại chỗ bọn nó luôn ạ. À. Không ổn rồi. Kiểu này lại phải đâm sang bên phải thôi. Ê, ghét cái kiểu quăng bom chậm thế nhở, chả hiểu sao. Sao cái lỗi này không thấy game fix lại nhỉ? Đang trong cái lúc gọi là muốn thao tác nhanh để xử lý mà nó cứ bị delay này. Ngứa ngáy thật sự. Để lấy góc bên này đi. Rồi, chỗ này khá ổn đấy. Ôi thôi chết. Ôi cái đệt. Ngay trước mặt luôn. Thôi chết em rồi. Em làm đây hươi máu, ngồi trên xe hươi máu liều luôn này. Ôi. May nó không thấy mình em ạ. Bắn được này. Đâu rồi? Ôi hết đạn. Ui trời ơi, quên thay đạn. Cái đậu xanh có đạn thì nốc được tên đấy thì ngon rồi. Thôi toàn rồi. Mẹ mình nốc ngay những lúc như này. Nhạy cảm quá, nốc ngay chỗ này nhạy cảm quá. Ui giời ơi, nó dàn hết người ra rồi kìa. Bọn này 4 thằng mà sao nó thủ chắc thế nhở? Nó không thèm đẩy luôn anh em ạ. Bây giờ mình số 3 này, 1 vs 4 này. Tỷ lệ top 1 rất là mong manh này. Nếu mà số 3 bắn cực kỳ tốt ấy. Ui. Ôi giời ơi. Cái gì vậy trời. Ông nội này ông để tâm trắng ông bắn ạ. Nói chung là nhìn long khom như thế thì toang rồi. Ôi trận này đáng tiếc khi mà top 2 anh em mà không được top 1. Mẹ quả mình ngáo quá. Thôi hẹn anh em clip sau nha.